Xin chào các bạn cùng trở lại với khóa HTML và CSS tại F8 Và ở trong video này thì các bạn đang tới video gần kết thúc cái chuỗi video Làm về cái phần nắp 3, phần header này rồi các bạn nhé Và ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cái phần mà chúng ta đã quên Đây chính là cái phần mà nó hiển thị ra cái user đúng không? Thông tin avatar và name của user đúng không? Hover vào nó hiện ra cái menu như này nữa Được rồi, thì chúng ta sẽ làm nhanh cái phần này nhé À, đầu tiên thì các bạn à, cần xác định được cái vị trí nó là ở chỗ đăng ký và đăng nhập bên này thì à, chúng ta đi vào à, comment lại cái phần đăng ký đăng nhập các bạn có thể search cho nó nhanh search chữ đăng ký vào đây đó đây đăng ký đăng nhập đây nó nằm ở trong cái phần này có hai thẻ li ở đây nhá các bạn có thể comment nó lại bởi vì sao à, trong cái trường hợp mà chưa login thì chúng ta mới hiển thị ra à, hai cái thằng này thôi còn uh, trong trường trường hợp mà chúng ta login rồi thì sẽ phải hiển thị ra cái gì? Ra cái avatar và cái name như chúng ta vừa nhìn thấy nhá. Đây, được chưa? Ở đây thì nhìn qua là các bạn sẽ biết là có một thẻ dip chứa này, được chưa? Một cái icon và một cái name thôi, đơn giản là như vậy thôi. Thì các bạn tạo ra đây giúp mình. Ông này là uh, header na user chẳng hạn này. Các bạn có thể tạo ở đây. Uh, sau này học tới backend rồi thì chúng ta sẽ xử lý cái phần này sau nhá, cứ comment tạm phần này lại các bạn tạo ra một thẻ li nữa cũng được bởi vì nó đang nằm ở trong cái chuỗi thẻ ulli mà thế nên là dùng tiếp một thẻ li header navbar ở đây thì vẫn đưa vào cái ông ai thường vẫn dùng ai thường được chưa đó nhưng các bạn lại chấm thêm một thằng nữa là header navbar, gạch ngang user yeah, user tap một cái ok thì trong này sẽ có ông avatar avatar ở đây thì một là cái ảnh đầu tiên là các bạn có thể copy một cái ảnh nào đó đây mình ví dụ nhé để copy một cái ảnh nào đó thôi, lấy một cái link nào đó thôi Bởi vì trong cái trường hợp mà Ông user ấy, ông login thì sẽ phải có ảnh đúng không Còn trong trường hợp không login Thì sẽ hiển thị mặc định một cái Hình biểu tượng như thế này, để chưa Thì ở đây là các bạn uh, dùng một thẻ img Đưa vào đây Là header Header uh, Napa này uh, User Avatar Hoặc là img cũng được Đó, thì đưa cái hình ảnh của ông ấy vào đây À, tiếp theo là đến cái tên thì các bạn có thể sử dụng lại class này username này đó à, có thể sử dụng thẻ span thôi cũng được đó name và tab một cái ở đây là sơn đặng này các bạn nhập tên gì đó vào thôi để nó là mẫu thôi mà ok à, bắt đầu các bạn có thể copy cái class này giúp mình nhá như các bạn uh, search cái class này này navbar item này để tìm đến cái vị trí của nó đây search ở bên file main uh, search là chấm class này xong nó cách ra và mở ngoặc kèm cái, một cái. Đó đây. Còn tới vị trí này thì bắt đầu là chúng ta select vào cái đoạn này nhá, bởi vì cho nó liên quan tới nhau một chút. Các bạn select cái thằng này nhá, header navbar user ở đây. Đó. Đầu tiên thì để cái avatar và cái tên nó nằm ngang thì cứ sử dụng display flex đúng không? Đó, sau đó là để cho nó uh, căn ngang nhau thì có thể sử dụng là gì? Uh, justify item bằng center đúng không? Rồi nào. Đó. Uh, cho cái avatar của chúng ta nhỏ lại thì các bạn có thể đo bấm vào cái thước này. Uh, bấm vào element này. Rồi chỉ vào cái avatar này cũng được Đó chỉ vào Đây di chuyển nó xuống dưới Rồi chỉ vào đây Cái kích thước nó rơi vào khoảng là 22 x 22 à, Các bạn select nhanh cho cái thể IMG Đây Mình copy tạm này thôi Tự mình gõ chữ IMG bởi vì mình nhớ rồi IMG này à, Width bằng 22 pixel Uh, một chiều thôi cũng được các bạn nhé. Hoặc nếu ở đây chắc chắn thì cho vào hai ai Bởi vì ảnh nó vuông Thì cho cái border nó border radius Bằng 50% Để nó thành cái hình tròn các bạn nhé Đó thành cái hình tròn rồi đây uh, Chẳng có cái nền của mình nó lại trùng cái màu cam này Nên là hơi khó nhìn thì khả năng là mình sẽ phải mượn ảnh của bạn nào đó nhá. đó Mượn tạm ảnh của một bạn nào đó đi Đây uh, Kiếm bạn nào đẹp trai một chút à, Đây rồi Ok Copy image uh, Sau đó là mình thay vào đó thay vào đó đây nó sẽ nhìn hơn rồi đây à, bắt đầu là bây giờ các bạn cần mời chín cái ảnh tức là cái tên ra cái tên là cách xa cái ảnh ra một chút à, chỗ này xem là đo cứ đo là xem nào nó rơi vào khoảng là 8 pixel các bạn nhá thì à, sử dụng một thằng nem này Mời chín cho nó à, cái tên này thì cái chữ nó còn đậm hơn một chút nhá nó đậm hơn một chút và cái font size nó nhỏ lại một chút đây của chúng ta cùng đi sửa luôn đó Ở đây là margin left Đúng không? Margin left sang trái là bằng 8 pixel Cho cái font chữ nó rơi vào khoảng 1.4 rem Và cái font weight của nó rơi vào khoảng 400 Đúng không? À, color ở đây là màu trắng rồi đúng không? Thì không cần nữa Nó kế thừa lại cái thẻ lưu ở, uh, uh, chúng ta đã select ở những video trước Đó Mình xem nào à, xem nào ok những cái tên thì có vẻ nó vẫn hơi to một chút đấy các bạn ạ đó nhưng đây này, soi ra thì bắt đầu thấy rằng là nó cái phần uh, tên của chúng ta mới thêm vào ấy. Các bạn thấy không? Đó, nó bị cao hơn cái phần trợ giúp ở bên này này. Các bạn uh, inspect trình duyệt ra và kiểm tra xem là cái điều gì nó đang tạo nên cái lệch lạc này nhá. Bấm vào select an element này. Đây. Các bạn bấm vào cái biểu tượng mũi tên lên nhá, select an element này, nó đó chỉ vào đây. Rồi soi thêm, soi xem là cái gì nó đang làm lệch như vậy. Hai thẻ lưới này cạnh nhau này. LI, LI này cạnh nhau là bằng nhau rồi này. Nhưng cái LI này thì nó lại cao hơn một chút này. Bây giờ để mình soi xem nhá. Đây. Kiếm một cái gì đấy để đo đặt cái thước này ra đi. Xem nào. Đây. Bây giờ để mình ướm cái thước này vào đây nhé. Đó. Để mình đo xem nào. Ông này thì LI này là cái chân nó ngang với cái vạch dưới của cái thước của mình này. Ông này thì cái chân nó lại cao hơn này Thế này thì khả năng của nó là do à, Chúng ta thử ẩn cái image này đi xem nhé Đây, để mình thử ẩn cái image này đi xem cái nguyên nhân là do cái nào À đó, khi ẩn cái image này đi thì bắt đầu là kích thước này nó thay đổi này Thế này là nó có vấn đề ở những cái item nằm bên trong cái thằng uh, nắp 3 các bạn nhé Thằng header nắp bên này, này Đây này, để mình giải thích lại nhé Mình phát hiện ra rồi, đây mình sẽ giải thích cho các bạn Đây, Tất cả những cái thẻ LI này nó đều nằm trong cái thằng gọi là à, máy thằng UL Và tất cả những ông UL này thì lại Để mình xem nào, đây Thì lại chứa tất cả những ông LI đây Thì bây giờ cái vấn đề ở đây là những cái ông LI là bị lệch Các bạn nhé, bị lệch so với uh, Tức là so với chính những ông LI ấy, Nó đang bị lệch nhau Thì trong trường hợp này các bạn có thể xử lý nhanh gọn bằng cách là à, Đưa cái thuộc tính là Align Item bằng Center cho cái thằng UL này nhé. Chúng ta thử xem nào Đây thẻ UL đây thì cho cái ông này là uh, display uh, bằng flex này đó à, nó flex xong nhìn nó cũng thẳng luôn rồi kìa các bạn kìa. Nhưng thử align thử nữa xem nào. Align thử bằng center đó thì thực ra flex và nó cùng lên một chiều là nó đã bằng nhau rồi kìa. Đấy, trong trường hợp này thì các bạn không cần align center nữa đúng không? Bỏ đi xem nào. Ok, đó. Uh, ok đấy các bạn nhé thế nên các bạn thêm vào đây thằng header nav list đây này copy và search class đó đó thêm là display và flex vào đó ok thì trong trường hợp có thằng display bằng flex này thì những cái ông item thì không cần có cái có cái thuộc tính là uh, những cái ông item này thì khả năng là buổi trước là mình sẽ uh, có một cái thuộc tính gọi là gì nhỉ thuộc tính uh, display bằng inline thì phải Để thử xem nào gì có thể là gì thế nào đây này đó có một cái thuộc tính là display bằng inline flex ở đây À, như trong trường hợp này nó đang sử dụng inline flex cứ giữ nguyên các bạn nhé mình ví dụ nếu mà đây nó chỉ đơn giản là thuộc tính block thôi ấy, thì các bạn có thể bỏ đi Đấy, trong trường hợp này các bạn có thể bỏ đi chữ inline nó vẫn chạy nhé bởi vì bên ngoài của nó là gì có display flex rồi này đó bỏ đi là inline nó à, là flex nó vẫn ok nhá có nghĩa là bởi vì các bạn vừa thêm thuộc tính là display flex này vào cái thẻ cha này rồi ấy. thế nên là những cái thẻ con nó tự khắc lên chiều ngang các bạn nhé à, đây mình còn một comment thằng này lại này thì nếu mà những cái thẻ li này trong trường hợp này ý, mà không có thuộc tính inline này nhá nó sẽ bị nhảy xuống dòng đây này đó các bạn thấy không đó nhưng bởi vì chúng ta vừa thêm vào cái thẻ tra của những thẻ lưới đó cái thuộc tính là display flex vì vậy là cái trục axis nó sẽ làm cho tất cả những item cùng nằm ngang đúng không thế nên là trong trường hợp này chúng ta mà thêm thuộc tính này vào ấy thì các bạn không nhất thiết phải dùng cái này là inline flex nữa thế nên là các bạn hoàn toàn có thể bỏ nó đi đây mình ví dụ search xem nào đó có mỗi chỗ này dùng inline flex rồi này Tức là bây giờ dùng nó không ý nghĩa nữa, nên các bạn bỏ thằng inline flex đi, chỉ cần là flex thôi là được rồi. Đó, ok. Rồi thì cái phần này là gần xong rồi, chúng ta xem nào. Di vào này, M này là đúng rồi này, cái avatar là như này là cũng ok rồi. Nhưng cái avatar này mình thấy nó có một cái phần border, đây này, border này này, rất là mờ mờ đúng không? Đâu nhờ, bấm nhầm để mình kiếm cái tool lấy màu đã nào. Đây. Đây cái border của nó đây. Đó, các bạn có thể lấy cái màu này làm cái border Mai mình nhìn cái border này Nó cũng không hẳn là cái màu cam, màu, màu, màu cam đâu Nó chỉ đơn giản là cái màu màu đen thôi Nhưng nhìn xuyên qua được Thế nên là nhìn nó uh, nó nó sẽ nhìn trông như này nhá Bây giờ thì mình thu nhỏ lại này Đây, các bạn uh, cho vào cái border vào cái avatar của chúng ta Đây, cái avatar của chúng ta vừa nãy là CSS ở chỗ nào nhá Đây, 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 đoạn này Đây, các bạn có thể thêm vào border này uh, là một pixel này solid này và cho cái màu là RGBA đúng không? 0000 không, 000 không, không đây, 0.2 xem sao. Đây mình thử zoom lên nhá. Đó các bạn thấy không? Đó, nó ra một cái phần border giống bên kia rồi này. Đó. Để thu nhỏ lại nhìn lại em nào. À, bên này thì có vẻ là à, bên này nó nhạt hơn đấy, nhạt hơn của chúng ta đấy. Chúng ta thấy 0.1 thôi, chỉ có một chút thôi. Đó, tầm này là ok rồi. Đó, thì bắt đầu là làm cái phần menu show ra này Thực ra bây giờ các bạn hoàn toàn có thể làm được Nhưng thôi mình cứ làm cho các bạn nhé Tài khoản của tôi, địa chỉ của tôi Rồi à, Thêm vào cái thẻ nào Chính cái thẻ chứa cái thằng này đúng không Thẻ lời này đúng không ul này chấm Đây nắp 3 Thằng này là được gọi là nắp user Nắp user gạch ngang uh, Menu đúng không Menu cũng được uh, Ly này chấm nắp user Atom uh, đi là menu item được như thôi, nó dài quá nên là menu item đi. user item đi. Uh, nó có một cái thẻ A bên trong nữa nhưng ở đây là có bốn thẻ đúng không? Nó à, thôi cứ làm một thẻ thôi. Đó item nha ta một cái này. Trong này có thẻ A. Thẻ A ở đây thì không cần CSS, à, không cần class cũng được. Nó tránh bị nhiều. Mình vừa thấy cái gì nhỉ? Tài khoản của tôi, địa chỉ của tôi, đơn mua đang xuất. Tài khoản. Của tôi này. Ông này là địa chỉ của tôi này Đơn mua đăng xuất này Địa chỉ này Đơn mua Đăng xuất Đó tạm thời thấy này thì trong trường hợp này cứ xem qua xem như nào nhé Đây ok Rồi Thì bây giờ bắt đầu các bạn sang CSS cho cái thằng này Header menu này Đó CSS tiếp vào đây rồi Thì ông này là có cái gì là mãi rồi đúng không các bạn position bằng absolute này cái ông cha của nó là ông nào ông user ở đây đúng không position bằng relative đúng không rồi ông menu này, này là thẻ ul thì bỏ cái padding mặc định của ông ấy đi padding left bằng không này à, cho ông ấy top là bằng một trăm phần trăm này à, right xem là right hay left nào soi lại cái này này đó cái viên right ông ấy thẳng bên này này thì chứng tỏ là right bằng không đúng không à, right bằng không à, ông ấy có cái background bằng màu trắng Uh, white color đây. Uh, ông ấy có cái border radius là bằng 2 pixel đó tạm thế đã. Đây uh, bắt đầu là ông ấy phải có cái kích thước kích thước của ông ấy rơi vào đến cái đoạn chữ U này này mình ước lượng thôi nhé. Còn các bạn bạn cố gắng đo cho nó chính xác, ước lượng cho nó nhanh. Uh, rơi vào khoảng 160 trăm sáu pixel chiều ngang. Rồi cho chiều ngang của ông này vào. 160 pixel đó à, bắt đầu này soi tiếp này à, rồi thế này thì các bạn bỏ đi cái list style mặc định của nó đi bỏ đi cái list style những cái dấu chấm này này à, cho vào thẻ ul cũng được cho thẳng vào thẻ ul đây luôn à, cho thẻ li cũng được các bạn nhé list style bằng năn để nó ẩn đi những cái list style mặc định này ok à, bắt đầu là ông này ông có cái đoạn padding padding sang bốn góc mình nhìn thấy cái menu ở bên trang này nhìn nó hơi xấu các bạn cũng đừng bắt trước nhé mình thấy nó xấu quá này thứ nhất là cái nút này nó bị cái mũi tên này nó bị dính vào chữ này quá cao quá nó phải thu xuống một tí được chưa đó tiếp theo là những cái khoảng cách giữa hai cái nút này này nó hơi bị xa nhau thì phải Nó hơi bị xa quá gần lên một chút nữa thì đẹp hơn đúng không chữ thì khéo chữ mảnh thôi chữ đậm này nó cũng không đẹp mà để khéo chúng ta căn căn trái nhìn đẹp hơn đấy xem nào À đâu, chúng ta căn phải. Ok, xin lỗi. Mình cũng căn phải mà. Rồi, căn phải nhé, Căn phải cũng được. À đâu, căn trái, căn trái. Nó đang căn trái rồi mà. Mắt mình nhầm lại, Căn trái. Rồi. Ok, và chữ năng xuất này không cần phải màu xanh. Đăng xuất... Ai muốn như giờ đăng xuất khỏi hệ thống đâu. Đâu cần phải làm nổi lên này đúng không? Rồi. Bắt đầu đi làm nhá. cái padding này đấy. Các bạn cho nó padding vào một chút. Padding... À đây, padding left bằng không bên trên đây này. Thì bây giờ bỏ cái padding này đi. Thêm vào đây là trên dưới bằng 8 pixel, trái phải bằng 16 pixel, nhìn thử xem nào. Đó, tầm này cũng ok đấy. À, bắt đầu chúng ta đi xử lý cái thằng à uh, LI ở bên trong. Đây, viết một cái class cho nó này. Đây CSS class cho nó. Selector cho tới nó này thẻ A này, rồi. thẻ A thì là text uh, decoration bằng none này. Uh, color cho ông này là bằng cái màu text của chúng ta đi. Đây, text color của chúng ta này. Font size là rơi vào 1.4 RAM nhỉ Đó Xong mình nghĩ thế này là cũng cũng ổn ổn mà Đâu cần phải to đậm lên như thế này đúng không Cho nó cách xa nhau rồi một chút Các bạn để ý này Cái 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 menu của chúng ta vừa thêm ấy Nó đang ở bên dưới đây này Tức là nó bị thấp hơn cái quả 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 bóng Quả quả thông báo ở bên dưới đây này Các bạn thấy không Thằng thông báo thằng bóng bóng này nó bị nổi lên đấy thì lý do đơn giản thôi, bởi vì các lớp layer nó nằm trên nằm dưới nhau thôi Trong trường hợp này thì cái menu của chúng ta nằm dưới cái bong bóng này Thì bây giờ cho cái menu nó nằm Lên cao đi bằng thuộc tính z index các bạn nhé Thêm thẳng vào thằng menu của chúng ta, đây Menu đây đúng không đây, Cho vào đằng sau đằng position này Cho nó gần nhau bởi vì z index nó là thuộc tính của position mà, nó đi kèm với position mà Cho bằng một thử xem nào, mình cũng không khuyến cáo việc cho quá cao, cứ cho vào bao giờ nó chạy là được, được. Đó, ok, bằng một là ok này. Rồi, bắt đầu bây giờ cho cái thằng này nó 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 rộng rộng padding nó rộng ra một chút nữa. Nó không cần phải quá xa nhưng nó tầm này là ngon rồi. À tức là nó nó không cần phải quá xa như bên kia nhưng nó dịch ra một chút nữa. Đây thì bắt đầu làm cho ông thẻ A, A này đi, cho vào ông thẻ A này đi. Cho vào thẻ A này thì có cái mục đích là sau này cái phạm vi bóng của người dùng nó cũng rộng hơn các bạn nhá. Trên dưới bằng 8 pixel, à, trái phải thì thôi không cần trái phải không cần thì thôi là không đi Đó tầm này hình như chưa thấy gì đó Nó mới có một chút thôi 16 pixel rồi nè Nó không có tác dụng bởi vì như này Mình kiểm tra xem lại nhá thẻ A này Đâu nhà thẻ A đây soi vào selection element soi vào đây Đó Các bạn sẽ không nhìn thấy nó đẩy xa ra bởi lý do đơn giản thôi Chúng ta đang select cho cái thẻ A Thẻ A mặc định cái thuộc tính display của nó Nó không có Thế nên là nó không có tác dụng để đẩy ra Trong khi có pha đình rõ ràng thế kia các bạn thêm một cái thủ tính vào đây cho mình là display bằng inline block nhé Inline block các bạn nhá. Thiếu đi inline là nó sẽ bị nhảy xuống dòng đấy, tức là à, à, mặc định nó xuống dòng rồi, thế nên là block cũng được, không cần inline, xin lỗi các bạn. Bởi vì mặc định là nó không nằm trên cùng một dòng rồi. Đó, bằng block này. Và bây giờ giảm thằng này đi. À, 4 pixel lên trên thôi xem sao. Đó, tầm này đi, tầm này nhá. À, cho cái thằng này một cái bóng đổ vào, cho nó cái bóng đổ giống cái thằng gì nha kiếm. À đây này, cái này lỗi này. Đó, các bạn thấy không lỗi tương tự thôi, sẽ cho Z index vào cái thông báo này nổi lên là được nhá nhưng ở video sau chúng ta sẽ sửa lỗi một thể trước khi kết thúc cái phần Napa ba này phần header này nhá rồi bây giờ kiếm cái uh, box shadow nào mà chúng ta đã có ở trong đây này cho nó vào box shadow này kiếm cái thằng nào đó ấy. thằng đây thằng shirt này à, thằng history này à, thằng catalyst này à, thôi dùng một thằng shirt này đi ok nhá, dùng một thằng shirt này đi tìm lại class của chúng ta đây thằng menu đây cho thằng này vào refresh đó nó nổi lên rồi các bạn thấy nhá nó có cái border này có cái box à, nó có cái box shadow này bóng đổ ấy nhìn nó nổi lên rồi nhá bắt đầu bây giờ hover vào thì đổi cái màu này đi một chút hover vào thẻ item này, này thì đổi cái màu đi một chút đúng không hoặc là hover thẻ a cũng được đây các bạn cho hover thẻ a cũng được bởi vì thẻ a trong trường hợp này là nó là lớn rồi nó lớn bởi vì chúng ta padding vào thẻ a mà à, cho cái background color bằng thang FA 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 đi cái màu này nó hơi mờ một chút đó à, đây này các bạn để ý này đó trong trường hợp này nhá nó đổi màu nó lại bị các bạn thấy không nó lại có hai cái thằng padding ở bên ngoài này đó bởi vì khi nãy đó chúng ta lại đi padding vào thẳng cái thằng thẻ UL thì bây giờ bỏ padding của thẻ UL đi đây thẻ UL đâu đây 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 sang trái phải 16 này thì bỏ cái này đi được chưa bằng không trái phải bằng không đi rồi Bây giờ thì padding vào chính cái thẻ a của chúng ta ấy là 16 pixel đúng không? Đây. 16 pixel. Refresh. Đó nó sẽ đẩy ra nhưng nó sẽ bù lại là gì? Cái việc của chúng ta à, nó lại hover vào nó lại có cái background chiếm hết cái khoảng ngang nhá. Bị à, thừa ra một cái khoảng ngang ở cuối này. Cái này khả năng đây là cái margin mặc định của cái thằng ul nhá các bạn nhá, cái đoạn dưới cuối này này, thử soi xem nào. À, padding à, à padding hay là margin đây. Đó soi xem nào thấy ul này. À, thằng UL này nó có ở à, đây không phải padding, à, đúng rồi đây là mình padding bên dưới là 8 đấy này, thế này là phải padding uh, padding top thôi, à, thế này là à, không 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 các bạn nhé, đấy thế này là nó hở cả trên cả dưới này, mà chúng ta không muốn hở trên hở dưới trong trường hợp này thì uh, bỏ đi cái padding ở hai bên ở bên trên của thằng UL luôn nhá bỏ đi luôn, nhưng bỏ đi luôn thì nhìn khả năng đến lúc các bạn nhìn vào đây nó lại lệch, để xem bên này nào. Ừ, bên này thì họ cũng bỏ nhìn nhìn bên trên đây này nó ngắn ngắn thế này đó nó ngắn ngắn thôi nếu mà chúng ta bỏ đi thì nhìn nó sẽ lại mất cân đối đấy các bạn nhé nhưng thôi trong trường hợp này phải bỏ đi thôi không nhìn nó trắng trắng ở hai đầu cái kìa đây các bạn lên thẻ UL của chúng ta đây bỏ đi thế sửa thằng này thành padding left cái ngang left bằng không để bỏ đi cái padding left mặc định của nó thôi đúng không còn không cần set padding lên trên xuống dưới nữa đó nhìn này nó hơi xấu nhỉ các bạn nhỉ các bạn thấy nó xấu hơn đúng không nhưng thôi thế này đi rồi, à, bắt đầu là các bạn à, thêm một cái à, cái mũi tên vào đây giúp mình Nhưng các bạn lại để ý nhá Đây này, khi hover vào đây này Hover vào nó lại thành cái góc nhọn này các bạn thấy không, đó hover vào nó thành cái góc nhọn này, nó trôi mất cái, nó che mất cái border radius của chúng ta Chúng ta gặp cái lỗi này suốt rồi đúng không, chắc là mình không cần giải thích nữa nhé Xử lý trong trường hợp này thì chúng ta sẽ xử lý với cái thằng lời y đầu tiên và lời y cuối cùng Đây à, Lờ y đầu tiên hoặc lời y cuối cùng các bạn nhé, hoặc là thẻ A đây này, dùng chính thẻ A của chúng ta này Đây đó. Thì với cái ông thẻ A, đầu tiên là first child. Uh, có sẽ có border gì? Uh, top left radius là bằng 2 pixel. Uh, top right radius bằng 2 pixel. Và với cái ông này là ông uh, last child thì sẽ có bottom left và bottom right xem nào đó ok di vào đây nó không còn bị che mất nữa bởi vì sao à, chính nó cũng có border rồi đúng không bây giờ đi thêm vào cái border một cái border để tạo ra cái rau trỏ lên này rau trỏ lên này các bạn nhá rồi thì các bạn đi copy lại cho nó nhanh chúng ta có rất nhiều rồi đúng không chúng ta có cái gọi là border color này search xem nào đó đây này cái đoạn này này copy lại thằng này đi đây copy lại cả đông này luôn À, đáng ra là các bạn có thể viết ra được một cái class chung để làm những cái around này nhá nhưng ở đây thì thôi chúng ta cứ làm để hiểu thôi các bạn đến lúc tự tối ưu để viết ra class chung nhá thay vì cứ bị lặp lại cái around này nhá còn ở đây là mình tránh mất thời gian thế nên là chúng ta sẽ viết vào đây luôn à, cái box màu đen đen này nó chính à, cái box màu trắng hiển thị ra này ấy. đây này cái box này này nó chính là cái thằng navbar user menu này đúng không thế nên là chúng ta paste nó vào đây sửa class này đi đó đây sửa vào đây ok à, rồi thử xem nào chạy thử xem nhé đó nó ra cái around đây thì ra cái around như này rồi thì chúng ta thấy hợp vị trí nó cũng hợp lý đấy thế thôi cứ để nguyên nó vậy như top nó xuống một chút nữa cho cái top nó xuống một chút nữa đây à, top của cái top của ông này này là calc đúng không 100% phần trăm cộng thêm với khoảng 4 pixel xem sao đó tầm này này nhưng xem nào xem nó có bị gần quá không nào À, cũng cũng ổn đấy các bạn ạ không gần quá đâu nhá và để chắc chắn cho người dùng bấm vào được cái vùng này hover xung quanh cái vùng này ấy, đều có thể lấy được cái xem nào ở à đây để mình kiểm tra một chút nhá à, ở bên này thì hover vào tận cái vùng này vẫn được khả năng là họ để cái thẻ y nó khá là cao tức là thẻ y của họ khả năng là họ không cần bắt cầu cũng được chúng ta bắt cầu thì bởi vì cái thẻ y của chúng ta nó chỉ thấp thấp như này này ấy. còn của họ cái thẻ y nó lại xét cái độ cao khá là cao rồi nên nó, nó làm cái cầu luôn thì họ không cần phải sử dụng cái thủ thuật là uh, chêm thêm vào các bạn nhé nó tùy trường hợp thôi chúng ta làm không xét ở kia thì chúng ta tự chêm thêm vào cũng được uh, các bạn nhớ nếu mọi lần ấy mình chêm thêm một cái lớp ở chỗ này đúng không để làm cái cầu nối đúng không đó nhưng ở đây thì không cần cũng được các bạn nhé rồi chúng ta xem là rồi thế này đi uh, bây giờ các bạn có thể bỏ uh, thêm một thủ tính là display bằng và năn vào cái thằng uh, này và thằng user menu này đó và bây giờ khi hover vào đâu khi hover vào cái ông gọi là ông user đây napa user đây thì hiện ra cái ông menu kia đúng không đây hover thì hiện ra cái ông này copy lại ông này nối vào đằng sau hover display bằng block được chưa refresh đó ok đấy à, cái phạm vi này nó cũng gần thôi nên các bạn à, vẫn có thể di được xuống bình thường đây đoạn này vẫn được đây À, có cái đoạn avatar này nó bị mất này nhưng nó cũng không quan trọng lắm bởi vì đoạn này thường thường người ta sẽ di vào đây à, di xuống nó mất đây này đó từ cái avatar này xuống nó mất này để xem bên này nào đó bên này không bị mất thì một là các bạn lại sử dụng cái cầu bắc nó vào nhé để cho chắc chắn bởi vì khả năng user di chuột vào avatar rồi kéo xuống rất lớn mà làm như vậy thì sẽ gây khó khăn cho người dùng người dùng sẽ phải mất công thử lại một lần rồi di ra đây rồi xuống đây làm như vậy là cái trải nghiệm website của các bạn nó không tốt thì mình hướng dẫn các bạn nhé một là các bạn cho cái thẻ lời này nó cao xuống đây này mình ví dụ cái này cái thẻ chứa ấy, đây này tất cả những thẻ lời ở đây ngay từ đầu chúng ta mà thiết kế cho nó có một cái độ cao ấy đó cái thằng này này y này này nó mà cao hẳn xuống nữa ấy, thì chính bản thân nó sẽ làm cái cầu nối luôn nhưng ngay từ đầu thì chúng ta chưa cái độ, cho cái độ cao này thì nên ở đây chúng ta tự chêm thêm vào các bạn nhé bởi vì bây giờ sửa độ lại độ cao của thẻ lời này không may nó lại lỗi thêm mấy cái bên này nữa thì lại mất công đi sửa mất thời gian nhá Thế nên là bây giờ chúng ta tự thêm thêm vào đi cho nó an toàn, bỏ thằng Nan đi để nhìn thấy này, rồi uh, thêm một cái thằng gọi là After vào đây, uh, đây các bạn có thể thêm vào đây, đó, Before này thằng này là After này, bị lặp lại cái class này nhá, nhưng thôi chấp nhận thôi bởi vì uh, chúng ta làm cho video làm từng chút một đấy, không có sợ chuẩn bị kỹ càng hoặc là mình lại mất công đi sửa bây giờ mình đi sửa tối ưu lại thì vẫn có thể làm được nhưng nó sẽ bị dài video nó sẽ bị loạn rồi à, cái này thì các bạn có thể cho vào là content bằng chồng này à, display bằng blog này à, position bằng absolute này sau này các bạn rảnh à, rảnh thì khả năng là mình sẽ làm thêm mấy video tối ưu cuối khóa này nhá thì sau này chúng ta cùng nhau đi sửa để nó tối ưu cốt hơn nó ngắn hơn nhá à, top bằng uh, trừ uh, trừ tám pixel đi uh, cho right bằng không uh, cho chiều ngang là rơi vào khoảng uh, 60 mươi pixel xem sao chiều cao rơi vào khoảng 8 pixel xem sao background rơi vào màu đỏ đó đây này nó đỏ đỏ này các bạn thấy không tôi cho màu đen đi cho các bạn dễ nhìn đó bây giờ thì ngắn quá chúng ta cần phải dài nó lên À, các bạn xem nào Cho hẳn là 100% đi Chiều ngang này Nó sẽ dài hết cái chiều ngang của cái thẻ lời đó À nếu mà như thế này thì Sang hẳn cái chỗ này thì nó cũng Thực ra nó cũng không làm sao cả Nhưng thôi chúng ta không cần làm như vậy 60% đi Đó Ok Bởi vì có ông tên dài tên ngắn mà Thì lúc đấy là nó cũng sẽ thay đổi theo cái tên của user ấy à, Mình thấy là 54% kéo chuẩn hơn Đó 56% này Nó phủ đến cái avatar là được rồi Đó tầm này đi nha các bạn nhé Rồi bỏ cái background đi Đó Thử thêm thằng display bằng năn vào xem Đây bỏ comment thằng này đi Đó ok rồi nhá Rồi Đó đây là cái link bấm mất được rồi này Rồi Đó thì ở đây các bạn có thể để nó như thế này thôi Không nhất thiết là phải chữ đậm lên đâu Để chữ mỏng này nhìn cũng được mà Nhá rồi thì để kiểm tra lại xem cái khoảng cách nó ok chưa Rồi Mình thấy cũng hòm hòm rồi đấy uh, Video này thì nó là video gần kết thúc Cái uh, chuỗi video làm về cái phần uh, nắp ba này rồi các bạn nhé Thế nên là chúng ta có một video nữa Để đi fix lại những cái vấn đề mà nó còn tồn động Sau đó là chúng ta sẽ chuyển xuống cái phần container Để làm cái phần uh, thân này nhé Ok Thì video kết thúc tại đây Xin chào các bạn